Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và hôm nay em ra chợ lớn lấy hàng, nhân tiện cập nhật hình ảnh về con kênh hàng bàn. Bắt đầu mình sẽ đi từ cái đoạn có dân cư nha anh chị ơi. Đây là con kênh, hay là bên kia đường Vạn Tường, bên đây đường Kim Biên nha anh chị. Cái đoạn này thuộc giai đoạn 1 của kênh hàng bàn rồi. Cái đoạn này chạy ra đường Võ Văn Kiệt thuộc giai đoạn 1 của kênh hàng bàn. Bây giờ chúng ta sẽ đi bắt đầu từ giai đoạn 2, là bắt đầu từ những căn nhà này anh chị ơi. Những căn nhà này lần trước mình tới thì chưa thấy gì cả, nhưng mà hôm nay tới thì thấy đập cũng tan tành rồi. Ngôi nhà của chị này bây giờ chị phải ở, phải che bằng cái này để ở đó anh chị nè. Đây là một cái đình. Hôm nay là 3 chiếc cần cẩu luôn chị. 3 chiếc máy xúc chứ, 3 chiếc máy xúc, 4 chiếc máy xúc làm việc. Quá trời sắc luôn. Đây là đoạn phía sau của chợ Kim Biên anh chị ơi. Trước mặt chúng ta là chợ Kim Biên, và đây là đoạn phía sau chợ Kim Biên đây. Thank you.
giờ này. Máy tính cho ông chị ơi. Rồi rồi, ok, tắt ok rồi kìa. Và bây giờ chúng ta còn đi tiếp anh chị ơi.
Ok, và đây là những căn nhà và họ đã chuyển đi hết rồi anh chị. Họ đã chuyển đi hết rồi ha. Mấy căn này đi hết rồi, căn này cũng đi rồi. Cũng còn mà chỉ còn vài căn đi hết rồi nè anh chị. Đi hết rồi luôn ha, đi hết rồi. Căn này đi hết luôn rồi. Căn này đi rồi. Căn này cũng đi hết luôn rồi nè. Căn này còn và căn này đang chuẩn bị chuyển đi. Ok, mình đi qua cái chỗ khi nãy chị, cái chỗ họ đang đập phá đó anh chị, đập bê tông, phá bê tông rồi đó, mình đi qua bên đó tiếp nha. Đây là khu vực chợ Kim Biên, mình đi khu này trước đây xem. Những căn này họ chuyển đi rồi nè, mà không biết vì sao họ chưa đập ha. Chuyển đi rồi đó anh chị, chuyển đi rồi mà người ta chưa đập nè anh chị. Đây chắc là bên ve chai đồ họ đang lấy anh chị. Nói chung là họ đập nét bét luôn anh chị, đập từng cục nhỏ ra luôn á. Đây là
cái đơn vị mà nhận đập phá di dời thế này, em thấy rằng là phần lớn là người miền Bắc, họ làm anh chị. Cái đội này cũng là toàn người miền Bắc là phần lớn nè.